Anyata rang yamang pati chak kay yapan đi tù áp ta năng chê pi dằng trần nhà rắc khay giá năng áp tí bạn phải luôn luôn tịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu áp tàn trần nhà rắc tổ ăn đề năng su khăng khi tăng thì năng anan ta năng chan ma pati gagen chapandito atanan che piyam chana dan khe ya nang sukhat ti tang ti nang anya ta nang chamang patage ya pandito a ta nan che bi yang cha nam ran khe ya nang o sa ki tang ti nang a na ta rang ya mang ba ti yan ge ya pan nếu biết yêu tự ngã phải kéo bảo vệ mình người trí trong ba căn phải luôn tỉnh thức và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thương mình phải biết yêu mình, phải lo cả trộm rập rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trông chừng. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. À, kính mời ấy mình nghe. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn chị Tâm Phương. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đệ đức Tuệ Nhẫn, quý cô tu nữ, ấy mình kính chào. Quý con xin phép được trả bài câu pháp cú số 157. Atta nang che bi yang chan nha rắc khay giá nang su rắc khi tăng tình nang anh nhá ta rằng gia măng pati chát gầy giá bàn đi tù atta nang che bi yang chan nha
Rakhay gia nần surakhi tần tình nàng anh nha ta rằng già mần pati chat gầy giá bàn đi tô à ta nàng chê tỳ giang chăn nhá rắc cây gia nàng suốt khi tăng tình nàng anh nha ta rằng già mần pati chat gầy giá bàn đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. À ta năng chê đi dân chân nhà ra khai gia năng phư răng khi tầng tình năng anh nha ta răng gia mừng bà ti cha gây gia bàn đi tù. Át ta nàng chê bi dàn chành nhà rắc khầy gia nàng su rắc khi tầng tình nàng anh nhà ta rằng già mần bá tí chắc gây giác bàn đi tù. Thương mình phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn thức kề bên trong chừng. Phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính mời cô Từ Mẫn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ Từ Mẫn con kính cúi đầu đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Từ Mẫn cùng quý cô tu nữ Dhammachari và cô Viratana cùng quý sister trong đạo tràng. Hôm nay con xin trả bài 100 câu 157. Ác ta năng chệ bi dằn dành nhà rắc khề gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nhà ta rằng già mặn bát tị gia chệ gia bằng đi tổ a ta năng chệ bi dằng nhàn nhà rắc khề gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nhã ta rằng gia bằng bát tị gia ghệ gia bằng đi tô a ta mạnh chệ bi dằng nhàn nhà rắc khề gia mạnh rắc khề gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nhã ta rằng gia mạnh bát tị gia ghệ gia bằng đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Hòa thượng Thích Minh Châu 157. Thương người phải biết yêu mình, phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm, năm canh sáu khắc chẳng quên, luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, sau đây con xin kể. À, ta nắng chê bị răng nhanh chanh na đắc khê gia năng su răng khi tăng tình nặng anh nha ta răng gia măng bạc tỷ gia ghê gia bằng đi tô à ta năng chê bị dân danh nha
rắc khe gia năng su rắc khi tăng tình năng anh nha tà đăng gia măng ba ti giặc kê gia băng đi tô à ta năng chê bị dân gia dân nha rắc khe gia năng su rắc khi tăng tình năng tình năng tình nặng tình nặng anh nha tà rằng gia măng bà ti gia ghê gia băng đi câu anh ta năng chê bi dân nhánh nhà đặc khê gia năng dục ra khí tăng tình năng anh nhà tình năng anh nhà ta răng gia măng bằng ti cha ghê gia bằng đi tô nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức hòa thượng Thích Minh Châu 157 thương người phải biết yêu mình phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm năm canh sâu sắc chẳng quên luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng hòa thượng giới đức. Dạ con thành kính cảm ơn quý đạo tràng và kính cảm ơn quý sư. Con đã kể xong, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giả. Chào quý anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Đăng Đông, chị Lạc Lê cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 157 ạ. À. Atta năng chê bì yăng cha na ha, rắc khê gia năng su rắc khê tăng. Tì năng manh nha tà răng cha măng, ba ti giác gây và băng đi tô ạt ta năng chê bì văn cha na rắc khê gia năng su ra khi tăng tì na man nha tà răng cha măng ba ti giác gây và băng đi tô nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn tỉnh thức. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Atta năng chê bì văn cha na rắc khê gia năng su rắc khi tăng trình ma nan nha tà răng cha măng ba chi chắc gây và băng đi tu thương mình phải biết yêu mình phải lo kẻ trộm rập rình ngày đêm năm canh sáu khắc chẳng quên luôn luôn tỉnh thức kề bên trong chừng đó là phổ thơ của hòa thượng Như Đức và dạ, con đã kể xong ạ. Xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ.
Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính định lễ Thượng Tọa Minh Mẫn. Bây giờ chúng con mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Dạ, hình như là tính Dạ. Brahma cha loka thi pati saham bati ka tang cha li ân thi wa rang a ya cha thang sang ti tha sat ta pa ra chan ka cha ti ka de se tu tham mang bi mang ba chang cha tham ba bê rim quy na chân cha ca dân su tấn cha ban tham ma bi tham ma châm măng a cô ta dân tô cha chắc chắn cha đấng đấng ba bố tha nay về bà đi xa gia mắt chêm Evam saham bati brahma bhagavantam ayajatha Rung vi phá quê na tâm vô thô ca ju nê na thi hoa ya sa Tăng ha vô tha ya đa đê na mi ga ya yang ta tô ga tô bành cha wa ya ya yo nay ye a ma na ye si tham ma tô ta tô ba phu sam bu tho a nu na tham ma đê sa năng ma ga wa si sa si đê si sa ta năng tha si kha khâm tê na sa thu a yo pan tê đê se thu thâm ma đê sa năng a pa ri tha ba ri ya cha ya a nu kham ba bi ka ta quên Thở Phật mới đạt thành quả vị có sa hàm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quán chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đi đầu đảnh lễ bạch xin ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đảo không phân tội tình cầu Phật tổ cao minh ai trúc hiện ao linh tịnh dân diệu hoằng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đẳng cái nhiều thiện duyên thế tôn được mãn nguyên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mặc lạc đường làm tin chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc không thông đau chân thật giả từ vô thường khổ não chấp tay ngày nãy sơ hổ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dày đắng dài chuyện pháp luân diễn giải diệu ngôn chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cao thúc việc tham lam ai dụng bao vòng tội tâm sẽ được sáng trong phát sanh tuy tệ hiểu thông tin tường thông thâu lẽ vô thường vẫn dội ba tiếng trong ba cõi mộng manh vô minh duyên của các hành cõi căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi
Biển trần khổ nổi trôi chìm đắng, bị ngũ ma vầy đắm chuyến đi. Vậy nên cầu đắng từ bi, tạo thuyền vất nhà tự đi vớt người. Đưa qua chốn tốt tư yên lặng, bờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đàn rỗi xuống trong ngồi, chiếu tia nắng soi khắp ngày hẳn hoan. Pháp vi trong khải hoàn rầm rộ, luật vi như đại tổ hoàng dương. Kính như dây buộc trên đường, luận như mặt trong vắt đường vô minh. Tư diệu đế đo hình dùi trong, giống khoai tan giấc mộng trần dạng. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sáng trong nước mang đúng chờ. Trời lõ mọc đánh nhờ ánh sáng, đổ hoa lành rải tán bụi hương. Pháp màu ánh sáng phi trường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cũng thinh, Phật nhận lời tỉnh thỉnh. Ý nhận lời từ bi thay đổ đời, nhâm vượng lập gia ngày giờ chẳng sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trắng như được nêm bỏ 45 hạ giam vang toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trinh rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nôi đường tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tí tí vang toàn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Trong khi chờ đợi con xin dâng biết lại cho ngài ạ. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được không? Alo, 1, 2, 3. Nghe âm thanh hơi nhỏ. Dạ, dạ. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân cô Lạc Lê, kính tri ân cô Thâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 158. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ thứ nhất. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Atta năng e quá bát tham măng, Atta năng e quá bát tham măng. Đoạn thứ hai: Pati rupe ni we sa ye, Pati rupe ni we sa ye. Đoạn thứ ba: A thành nhã manu sa say ya, A thành nhã manu sa say ya. Và đoạn thứ tư:
Nakilisaya Pandito. Nakilisaya Pandito. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Atang. Atta chia theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu số nhiều. Chữ Atta này có rất là nhiều nghĩa. Atta này có nghĩa là tâm, Atta này có nghĩa là nghiệp, rồi Atta này có nghĩa đó là thân này. Thì ở đây mình dịch cho nó gọn là của mình hay là chính mình. Chữ ê quá này cũng có rất là nhiều nghĩa và đôi khi được dịch và đôi khi không dịch. Thì ở trong câu kệ này chúng ta không dịch bá tha măng. Bá tha măng, bá tha má là có nghĩa là trước tiên. Trước nhất, trước tiên. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên patirupe, patirupa chia theo cách thứ cách thứ bảy. Đúng là cách. Nhưng mà nếu nếu mà chúng ta phân tích cho nó tới nơi đó thì patirupe này chia theo cách thứ hai số nhiều, nó làm đối cách, nó làm túc từ cho cái động từ niwe sẽ gì. Patirupa có nghĩa là tiếng Anh họ dịch đó là fit, suitable. Mình dịch ra tiếng Việt đó là việc điều thích đáng, việc điều phù hợp. Việc điều thích đáng, việc điều phù hợp, đúng rồi. Từ tiếp theo, quê xe dê. Nếu quê xe dê đây là một cái động từ thụ động của động từ nếu quê xe tí. Nếu quê xe tí dịch là đặt ai vào vị trí nào đó. Chúng tôi cũng căn cứ theo từ điển tiếng Anh đấy, xin thưa quý vị. Từ điển Bali Anh của Hội Bali Test Society. Thành ra nếu mà cứ đọc tiếng Anh hoài đó thì cũng nó không hay. Thành ra chúng tôi dịch thẳng. Đặt ai vào vị trí nào đó. Còn có nghĩa nữa là thiết lập. Chúng ta lấy hai nghĩa thôi. Ở trong cái ngữ cảnh này, cái động từ này chúng ta lấy hai nghĩa thôi. Chúng ta sẽ lấy nghĩa hết cả bốn đoạn rồi chúng tôi xin được dịch văn xuôi. Đoạn thứ ba.
Đoạn thứ ba chúng ta thấy chỉ có một hợp từ, một từ, nhưng mà đây là một hợp từ. Chúng ta tách ra. Atha cộng với là anh nhé. Atha cộng với là anh nhá cộng với là Madhusasi nhá. Chữ Atha đó có nghĩa là rồi hay là sau đó. Còn chữ anh nhá đó có nghĩa là khác hay là người khác. Manusasi giá là manusasti. À, đây là một cái động từ người ta chia theo khả năng cặn. À, có nghĩa đó là dạy dỗ hay là giáo hóa người. Rồi chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ná, đây là một phủ định từ, có nghĩa là không. Kilisi giá là kilisati mà chia theo khả năng cả. À, thành ra nó có cái hình thức là A giá giống như là Manusasi giá ở trên vậy. Kilisati đó, nó có cái danh từ là Kilesa là phiền não. À, thì Kilisati có nghĩa là làm cho ô uế, làm cho dơ bẩn. Và từ cuối cùng Pandito, Pandita chia theo chủ cách số ít. Pandito là bậc trí hay là bậc thiện trí? Thế bậc thiện trí. À, bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Ba tha măng trước tiên, trước nhất. Ni quê sa dê là nên đặt mình. À, áp xin lỗi áp ta nát mê quá nếu về sẽ về là nên đặt chính mình hay là nên thiết lập chính mình. Pati rupe à, vào điều thích hợp hay là vào điều đúng đắn. À, Atha rồi sau đó anh nhá Manusasi giá mới nên giáo người. Na Pandito bậc trí không Kilesa giá bị ô nhiễm hay là bị ô uế. À, đó là chúng tôi dịch văn xuôi theo cấu trúc từ ngữ Pali mà dịch theo kiểu văn xuôi. Qua văn xuôi đó chúng ta có thể gọt giũa lại thành văn kệ hoặc là văn xuôi mà sao nghe cho nó êm tai hơn thì là tùy thuộc vào cái khả năng văn chương của mỗi người. Khi chúng tôi dịch văn xuôi đó thì chúng tôi cố gắng dựa theo cái cấu trúc
của câu rồi ngôn từ văn xuôi để dịch, hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta tham khảo. Các cái bản dịch đó là những cái tham khảo, và tham khảo thôi xin thưa quý vị, tham khảo để chúng ta thẩm thấu hiểu rõ được ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Cái câu kệ này ngài Hòa Thượng Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ, sẵn thấy có các em đưa lên thì chúng tôi xin được đọc luôn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch là: trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức ngài dịch là: tự mình kiên định không sờn, tự mình củng cố chánh chơn con đường, mới đi giáo hóa muôn phương, bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Và tính riêng xét đấy, thứ tay mình đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 158. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ aphivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghaṃ namāmi. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rum Pháp Quốc Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 158. Câu kệ này nằm trong phẩm Attawakka, phẩm tự ngã, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến trưởng lão Upananda Sakyaputta. Sakyaputta, các ngài dịch là thích tử, Putta là con trai, Sakya là dòng thích, dòng sắc đế lị. Một người con trai trong dòng sắc đế lị tên là Upananda. Tương truyền rằng có tương truyền rằng cái cậu con trai dòng sắc đế lị tên Upananda này là một trưởng lão. Một trưởng lão, một trưởng lão có nghĩa đó là một tỳ kheo lâu năm. Thì trưởng lão ở đây đó chúng ta hiểu theo hai nghĩa. Một đó, trưởng lão có nghĩa đó là tu lâu. Tu lâu trên 20 năm tỳ kheo thì được gọi là trưởng lão. Cái đó, đó là danh xưng theo hình thức. Và thứ hai đó, Thero Thera là chỉ cho bậc thánh. Bậc thánh được gọi là trưởng lão. Thì cái danh xưng ý nghĩa theo ý nghĩa thứ hai này đó là danh xưng theo ý nghĩa, danh xưng theo pháp chứng, tức là sự chứng đắc.
À, thì cái vị trưởng lão này nè là danh xưng theo hình thức, danh xưng theo hình thức. Cái vị này có cái biệt tài đó là thuyết pháp. À, thì chúng ta hiểu có biệt tài thuyết pháp tức là vị này đó là biết nhiều hiểu rộng về Phật pháp. Thứ hai đó là có cái tài lợi khẩu, nói năng lưu loát, cho nên khi trình bày về pháp khiến cho đông công chúng thích thú, hoan hỷ. Thành ra đó là nhiều vị tỳ kheo nghe vị này thuyết pháp đó, liên hệ đến tri túc, đến thiểu dục, đến là giới định tuệ đó, thì rất là hoan hỷ và đã cúng dường rất là trịnh trọng, rất là thịnh soạn đến cho tỳ kheo Upananda này. Nhưng mà riêng về cái vị trưởng lão thuyết pháp này đó, thì họ dùng tất cả những cái sự cúng dường đó. À, họ dùng tất cả những cái sự cúng dường đó. Có nghĩa rằng là khi mình thuyết cho người ta đó về tri túc, thì người ta tri túc thôi, chứ còn bản thân của mình đó không cần tri túc. Khi thuyết về thiểu dục đó là thuyết cho người ta thôi, chứ còn bản thân của mình đó không cần thiểu dục. Khi thuyết về giới định tuệ đó thì thuyết cho người ta thôi, chứ còn bản thân của mình đó thì không có cần trao dồi giới định tuệ. Rồi chúng ta hiểu đại loại là như vậy. Tôi bắt đầu đó gần đến mùa an cư thì trưởng lão này đó mới đi viếng các cái chùa miền quê, vì rằng đó danh tiếng của trưởng lão này vang xa, cho nên đó là hầu hết các chùa đều biết tiếng tăm và có cái sự kính nể kính trọng nhất định. Thì khi biết vậy đó, bây giờ cái vị trưởng lão này đi viếng các chùa vậy đó, thì khi đến viếng các chùa về mỗi một nơi vậy đó, thì vị này để làm một vật như là cây dù, chiếc dép, cây dù đôi dép hay là cây dèm, để giống như kiểu đó là xác định mình có ở đó. Sở dĩ đó làm việc cái này, vị này làm việc này đó là vì rằng làm như vậy đó với cái sự kính nể của chư tăng ở trong các cái tự viện đó, đó. Thì chư tăng ở trong các cái tự viện đó sau khi mãn mùa an cư kiết hạ phát sanh lên phước phước vật thì sẽ chia đến cho cái vị này và chia đến cho cái vị này. Cho nên đó là cái vị này mới làm như vậy. Và sau khi mà đi một vòng vậy đó thì vị này mới chọn một cái chùa để mình an cư kiết hạ. Thì sau khi mà mãn mùa an cư kiết hạ đó, mãn mùa an cư kiết hạ đó, thì vị này mới được chia ở cái chùa đó rồi đi đến các cái chùa khác, chùa mà mình có gửi đôi dép, gửi cây dù, gửi cây dèm, gửi vật này vật kia đó, để giống như kiểu đó là mình cũng là một cái thành viên ở trong chùa đó, chia chia của và chia của hết. Thì bây giờ trong một cái tịnh xá nọ có hai vị tỳ kheo trẻ an cư kiết hạ, tức là nhập hạ. Thì sau mùa an cư kiết hạ đó, hai vị này mới được người ta cúng dường cho hai sắp vải, hai bộ y và một cái áo choàng bằng gấm rất là tốt đẹp. Nhưng mà hai vị này đó thì lại không có thỏa thuận với nhau, thành ra đó là không có chia được. Vị nào đó cũng muốn tranh giành cái phần hơn về mình cả. Thì bây giờ mới gặp cái vị trưởng lão Upananda này và biết được đó đây là một cái vị trưởng lão thuyết pháp rất là hay.
rất là được nhiều người kính trọng. Mới nhờ cái vị này đó là phân xử chia dùm cho, nhờ cái vị này làm quan tòa, chúng ta hiểu vậy. Thì vị trưởng lão Upananda này khẳng định lui khẳng định tới rằng là các ông tin tưởng tôi phải không? Thì các vị đó nói dạ, con tin tưởng ngài mà. Thì bắt đầu đó vị trưởng lão này mới chia, vậy thì thôi mỗi ông bộ y, còn tôi công đứng ra phân xử, cho nên là tôi sẽ lấy cái chuồng gấm. Thì xin thưa quý vị đó, cái chuồng, cái áo chuồng gấm đó đó, giá trị nó rất là mắc, nó rất là cao, cao hơn hai bộ y kia. Nhưng mà vì đã nhờ người ta làm quan tòa phân xử cho mình rồi, thì đành ra mình, thành ra mình cũng phải ngậm bồ hòn chấp nhận thôi, cho biết sao vậy. Vị trưởng lão kia đi xong rồi hai vị này bắt đầu mới ấm ức tức tối. Nhưng mà ấm ức tức tối giờ làm gì nhau vậy? Thì bắt đầu ra là không chịu thua. Thì thành ra đó là mới đem cái sự việc sự kiện này là đi mét Đức Phật. Mét Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mới nói là này các tỳ kheo, không phải bây giờ đó các ông mới bị người ta sang tài sản vậy đâu, không phải bây giờ là các ông mới bị người ta chơi gác vậy đâu, mà đời xưa kiếp trước hai ông cũng đã bị người ta chơi gác vậy rồi. Thì nương theo đó đó, cộng với cái sự yêu cầu của các vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn ngài mới kể về cái câu chuyện quá khứ. Quá khứ hai vị tỳ kheo này là làm hai con rái cá, còn trưởng lão Upananda đó đó là làm con giả can. Thì hai con rái cá đó, đó cùng nhau bắt được một con cá rất là ngon lành to. Nhưng vì hai con rái cá đó bắt được con cá cùng một lúc, thì thành ra đó là cũng không xác định được sở hữu thuộc về ai, và loay hoay lui tới cũng không có biết làm sao để phân chia cho nó phù hợp, cho nó rõ ràng được. Thì lúc bây giờ con cái con giả can đi ngang qua vậy đó, hai con rái cá này mới nhờ con giả can đứng ra làm quan tòa phân xử dục. Giả can phân xử nói đó là cái con rái cá này bơi bên bờ này, con rái cá kia đó là bơi sâu hơn, thì sâu đó là cái đầu, ở bờ bên đây là cái đuôi, thành ra nó chặt cho mỗi con rái cá đó là khúc đuôi, mỗi con rái cá là khúc đầu, còn khúc giữa anh giả càng lại. Thì theo quý vị đó là khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi, khúc nào ngon hơn? Khúc giữa ngon hơn. Thì sau khi nhận cái phần mình xong, hai rái cá kia đó mới biết được, bắt đầu ra cũng hậm hực tức tối. Nhưng mà hậm hực tức tối giờ làm gì nhau nữa vậy? Bị người ta chơi khăm, chơi bị người ta chơi khăm đó là tại sao bị người ta chơi khăm? Là có phải vì do mình nói theo kiểu người đời đó là mình ngu quá không? Mình ngu quá mới bị người ta chơi xỏ, mình ngu quá mới bị người ta chơi xăm, mình ngu quá mới bị người ta gác cơ. Còn nói theo đạo Phật đó là vô minh dài quá. Vô minh dài quá cái mình mới không có biết người biết ta, không biết nhân biết quả. Thì thành ra đó là mới mất chì thôi, hoặc là mất chài thôi. Nhưng có đôi khi đó ha, cái vô minh dày đặc kiểu này nè, mất cả chì lẫn chài luôn. Nhưng mà may ở đây đó cũng mới mất một loại thôi. Sau khi Đức Bổn Sư ngài kể xong cái câu chuyện đó đó, ngài mới nói này hai vị tỳ kheo, ở đời quá khứ đó các ngươi đã ăn năn hối cải rồi, đã ăn năn hối cải rồi, đã tiếc nuối rồi,
Rồi đến đời này nè, hai người trở thành hai vị tỳ kheo đó, rồi cũng lại ăn năn tiếc nuối hối cải tiếp. Hối cải tiếp. Tức có nghĩa đó là đời xưa kiếp trước khi mà làm con rái cá đó đã ngu vậy rồi. Thế mà nói theo cái kiểu mà dân dân đời mình nó xin thú vị. Cho đến đời hiện tại được làm hai vị tỳ kheo này nè, lại cũng tiếp tục ngu vậy nữa hay sao? À thì cái phủ đầu cái đánh đòn này này, xin thú quý vị, thì theo bà con chư Phật tử chúng ta đó, có làm mình thức tỉnh không? Thức tỉnh. À, xưa mình ngu một lần rồi, giờ mình lại ngu tiếp nữa rồi, chẳng lẽ mình lại ngu nữa sao? Cho nên đó là tự bản thân của mình phải làm sao đó để mình khôn khôn hơn chút, cho chẳng lẽ cứ ngu vậy hoài. À, thì đó là một cái tắc để khơi dậy, để làm cho các vị kia đó bừng tỉnh ra, khôn ra. Nhá, bừng tỉnh ra, khôn ra. Và lúc bấy giờ đó, Đức Thế Tôn Ngài mới quở trách vị tỳ kheo Upananda. Ngài nói, này các tỳ kheo, muốn xứng đáng làm người tế độ cho người ta, làm vị pháp sư, làm người tế độ cho người ta, làm vị pháp sư là nói hẹp, làm người tế độ cho người ta, làm quan tòa để phân xử mọi sự vật sự kiện hiện tượng trên cuộc đời này đó, nói chung. À, thì trước hết đó, phải đặt mình trên một cái cương vị, một cái vị trí, một cái vị trí đúng đắn, xứng đáng. À, thì đúng đắn xứng đáng ở đây đó mình hiểu đó là gì, là nói sao phải làm vậy. À, làm sao đó phải nói vậy, giữa hình thức với nội dung đó nó phải đi đôi. Thì sau khi Đức Thế Tôn Ngài quá trách rồi, Ngài dạy dạy xong, bây giờ Ngài mới ngâm lên câu kệ để kết thúc cái buổi mét của hai vị tỳ kheo kia đó. Đồng thời cũng như đó là một cái buổi giáo giới cho các vị tỳ kheo nói chung. Ngài thuyết Atta Namme Wabbathamang Pati Rupe Niwe Saye Athanya Manusa Saya Nakilis Saya Pandito. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: chấp tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Và đồng thời khi nãy khi nãy quý vị cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi, rồi có thêm một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức lúc nãy chúng tôi cũng đã đọc để bà con chúng ta nghe. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái bản tham khảo để chúng ta hiểu về được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy. À, thời tiết nó thay đổi cái cũng dễ dàng dẫn đến làm cho người ta đó là bệnh, bệnh do thời tiết thay đổi. À, thành ra đó là quý vị nghe chúng tôi thỉnh thoảng cạc cạc đó, nó không biết sao hình như nó bị ho ho. À, thành ra đó là trong quá trình mà chư Tôn Đức cùng bà con chư Phật tử nghe mà có gián đoạn gì do chúng tôi khắc khắc vậy đó, thì cũng mong thính chúng chư Tôn Đức bà con chúng ta quan hỷ. À, vậy thì qua ý nghĩa của ba bản dịch này, rồi qua duyên sự, thì xin được hỏi toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta, vậy thì ý nghĩa chính ẩn chứa ở trong câu kệ này là gì? Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta những gì qua câu kệ này? Ở cái phần cuối đó, phần cuối của duyên sự đó,
Thì Đức Thế Tôn ngài dạy đó là muốn xứng đáng là một cái vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác. Như vậy thì cái câu kệ này đó là ngài dạy tiêu chí để trở thành một vị pháp sư. Nhưng mà lúc chúng tôi trình bày cái duyên sự này cho bà con, cho Phật tử chúng ta có nói thêm là pháp sư nói riêng mà làm quan tòa hay là người tế độ cho người ta đó là nói, thì pháp sư thông thường đó mình hiểu đó là ông sư thuyết pháp thì mình gọi là pháp sư. Còn một người tế độ thì không hẳn chỉ có ông sư không, mà tu nữ cũng có thể tế độ nè, thiện nam cũng có thể tế độ nè, tín nữ cũng có thể tế độ. Như vậy là mình nói rộng ra. Tiếp độ tế độ người khác hay là làm quan tòa phân xử hay giảng giải cho người khác. Như vậy thì để mà làm được những cái công việc có một cách quan có hiệu quả, lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người đó, thì nhất thiết người đó cần phải có những cái chỗ y cứ, cần phải có những cái đức tính, những pháp tính nhất định. Thì lúc đó đó mình tế độ người ta mới không bị người ta tế độ ngược lại. Mình phân xử người ta mới không bị người ta phân xử ngược trở lại mình. Chứ nếu không đó là mình tế độ người ta coi chừng bị người ta tế độ lại. Đi mình đi phân xử hòa giải người ta coi chừng đó bị người ta phân xử hòa giải lại chính mình. Nếu mà người trong người mình mà yếu quá thì xin thưa quý vị, đi ra nắng là bị trúng nắng liền, đi ra mưa là bị trúng mưa liền. Do đó đó, xác định mình đi ra mưa, mình ra nắng, thì phải làm sao trang bị để khi đi ra mưa đừng có bị nhiễm mưa, đi ra nắng đừng có bị để trúng nắng. Thì khi đó mình mới thật sự ra là người khôn ngoan. Chứ còn nè, không có trang bị, không có cái chi 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 cả, thích là làm, bắt đầu đi ra nắng bị trúng nắng, đi ra mưa bị trúng mưa, thì lúc đó mình đâu có phải là người khôn nữa mà mình là người ngu. Và mình sẽ trở thành là người ngu, và ngu rồi đó thì mình tiếp tục ngu nữa, rồi ngu ngu mãi mãi. Rồi chẳng lẽ đó mình cam tâm tình nguyện làm người ngu mãi sao? Con người đó là có cái đầu óc, có bộ não đó. Thì đầu óc bộ não đó đó để chứa đựng các cái tri thức tri kiến. Thì trong tri thức tri kiến đó cái nổi trội nhất chính là trí tuệ sự hiểu biết. Thì phải làm cho trí tuệ sự hiểu biết đó, đó nó phát huy, nó lớn mạnh lên. Để lúc đó đó làm cho mình khôn ngoan ra. Khôn ngoan ra. Thì đây mới chính là cái cần thiết trang bị. Cái cần thiết trang bị. Bây giờ chúng tôi xin được hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ chúng ta tu theo Đức Phật nè. Thì chúng ta phải tập làm cái gì? Chúng ta phải tập giống ai? Tu theo Đức Phật, lấy giáo pháp của Ngài làm chỗ y cứ, lấy đời sống của thánh chúng bắt chước nói theo. Lấy đời thánh chúng bắt chước nói theo. Tu theo Phật đó là chúng ta phải tập làm Bồ Tát. Chúng ta tu theo Phật là chúng ta phải tập làm bậc chân nhân. Nếu mà làm Bồ Tát, làm bậc chân nhân đó, thì mình phải học cái pháp, học cách làm của Bồ Tát bậc chân nhân. Bồ Tát bậc chân nhân đó là khi cho, một khi nhận đó, cho nhận, hoặc là gì, khi phán xét đánh giá khen chê đó, thì cũng phải là đúng người nè, đúng việc nè, đúng thời nè, đúng chỗ.
À, mà muốn vậy thì bậc chân nhân đó người ta mới trang bị cho mình 7 thứ. Đó là tri nhân, là biết về cái nhân hay là cái điều kiện đó. Mình tạo cái nhân này, tạo điều kiện này tất yếu sẽ dẫn đến cái quả gì, phải hiểu rõ vậy. Khi mình chửi người ta thì phải biết chắc mình sẽ bị cái hậu quả gì. Khi mình giúp đỡ người ta thì biết chắc mình sẽ được cái quả gì. Khi mình cho ra thì biết chắc cho mà cho nó cũng có nhiều cấp độ nữa nha, xin thưa quý vị. Cho mà còn quyến luyến hay cho không còn quyến luyến, rồi cho cái vật mà mình không có còn xài được, hoặc là cho cái vật mà quý nhất của mình, nó cho nó có nhiều cấp độ vậy. Thì khi cho đó mình sẽ được cái kết quả gì? Rồi bậc chân nhân họ biết. Đó gọi là tri nhân. Tri quả là những cái quả mà mình đạt được này nè, mình có được cái này nè, những thứ mà mình có được đây nè, đó là gọi là quả. Như mình được người ta khen, được người ta mến mộ, được người ta kính trọng, được người ta cúng quải, được người ta tôn trọng ha, được nhà cao cửa lớn, được vợ, được chồng, được nhiều con cái, được nhiều của cải tài sản vật chất nè, được mắt sáng, được tai thính, được mũi thính, được lưỡi thính nè, ha, được nằm trong cái giường êm nệm ấm, là được hưởng thụ đời sống xa hoa cao sang lộng lẫy. Đó là cái quả. À, thì những cái được đó, những cái quả đó là do nhân gì? Rồi khi mà bị người ta chửi nè, bị người ta chê bai, bị đứt tay đứt chân, bị đau đầu nhức răng nè, đau bụng, bị đói khát nghèo nàn, bị tai nạn vân vân, là do nhân gì? Thì họ cũng hiểu rõ. Và họ cũng hiểu rõ cái quả đó là do nhân gì. À, rồi khi mà làm nhân, tạo ra nhân, tạo ra điều kiện thì tất yếu dẫn đến kết quả gì. Và khi bị những cái kết quả đó thì họ cũng hiểu là do nhân gì. Đó là cái thứ hai, yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là tri, tri nhân, tri quả, tri kỷ, là biết về mình. À, biết về mình có cái gì và không có cái gì, biết về sở trường, sở đoạn của mình như thế nào, biết về giới quẩn của mình đến đâu, định quẩn của mình đến đâu, tuệ quẩn của mình đến đâu. Nếu như người đó là bậc thấp thì họ sẽ biết nữa đó là giải thoát quẩn của mình đến đâu, giải thoát tri kiến của mình đến đâu. Ta là biết về năm quẩn vậy, hoặc là ba quẩn vậy, đó gọi là tri kỷ. Thì biết tri bỉ là biết về người, biết cái đối phương, đối tượng mà mình đang tiếp xúc đó là ai, họ có cái gì, không có cái gì, sở trường, sở đoạn của họ ra làm sao, giới quẩn của họ đến đâu, định quẩn của họ đến đâu, tuệ quẩn của họ đến đâu, giải thoát quẩn của họ đến đâu, giải thoát tri kiến quẩn của họ đến đâu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, xin thưa quý vị. Biết người là biết vậy. Tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời. Tri thời là biết lúc nào mình tạo cái nhân này thì mình sẽ có nhiều quả, mình tạo cái nhân này mình sẽ có nhiều tội. Rồi là gì? Với người như thế này, lúc này mình nói đề tài này là thích hợp. Với người như thế kia, mình nói đề tài kia là thích hợp. Đó gọi là biết thật. Biết hội. Đối với cái hội chúng này, mình cần làm gì, mình không cần làm gì. Đó là tri hội. Tri thời, tri hội, tri độ. Tri độ đó, chúng ta hiểu theo hai phương diện, hai nghĩa. Một là tự biết độ lượng sức của mình. Và thứ hai đó là biết cách để tiếp độ, để tế độ người khác. Trang bị cho mình đầy đủ 7 yếu tố này. Thì khi đó mình có thể đi ra nắng. Mình có thể đi ra mưa. Và vì do mình trang bị đầy đủ vậy đó, thành ra đó là mình biết nếu như này ha,
khả năng của mình mà chịu nắng gắt 40 độ không nổi, thì nắng gắt 40 độ là mình không thể đi ra, mình chỉ đi ra nắng gắt ở khoảng 39, 38 độ thôi. Là vì do mình có trang bị 7 yếu tố vậy. Nhưng nếu như mà mình không trang bị 7 yếu tố đó thì mình không thể lường trước được hậu quả. Cho nên đó là nắng 40 độ cũng có thể đi, nắng 41 độ cũng có thể đi. Khi đó sẽ bị nắng. Mà mưa lạnh quá cũng có thể đi, thì khi đó sẽ bị. Nhưng nếu trang bị 7 yếu tố này thì mình sẽ biết được cái, do biết được cái khả năng của mình, cho nên là mưa như thế nào nó thích hợp. Với cái khả năng căn cơ của mình thì mình đi, nhưng mà còn không thì thôi, không đi. Còn không thì thôi, mình sẽ không có đi. Thì với người mà trang bị ha 7 yếu tố đó cho bản thân của mình, 7 yếu tố đó cho bản thân của mình, thì đó chính là cái sự thiết lập hay là sự trang bị những cái gì cần thiết, trang bị những cái gì nó phù hợp. Thì những cái thứ này đó là cần thiết, là phù hợp để làm gì, xin thú vị, để hướng cho mình trở thành Bồ Tát, để hướng cho mình trở thành bậc chân nhân, để hướng cho mình trở thành bậc thánh, để hướng cho mình trở thành người thoát khỏi mọi khổ đau. Người thoát mà khỏi mọi khổ đau. Thì khi mà mình trang bị những thứ này nè, thì lúc đó mình sẽ có những cái tương ứng. Mình có những cái tương ứng. Thử hỏi bà con cho Phật tử chúng ta ha. Khi mình thấy nghèo đâu mà mình muốn cho, nhưng trong túi mình không có tiền, thì mình lấy gì mình cho? Mình có cho được không? Khi mình thấy người ta đang gặp khổ đau, đang gặp khổ đau, nhưng mà mình không có hiểu rõ ràng cái nguyên nhân khiến cho người ta khổ đau đó là gì, thì bây giờ đó mình có giúp cho người ta tận gốc được không? Không thể. Do đó đó, mình muốn cho người ta, muốn giúp người ta, muốn tế độ người ta, thì mình cần phải có. Muốn cho người ta có cái ăn, cái mặc, thì mình phải có vật chất. Nếu mình có vật chất thì nó bắt đầu đó mình mới cho người ta vật chất được. Rồi cái cho vật chất đó đó là mình cũng phải dựa trên cái cơ sở sự hiểu biết, chứ không phải đó là thấy người ta nghèo, thấy người ta khó rồi cứ cho người ta. Cho người ta này ha, mà trong khi đó là gì, ông bà cha mẹ của mình không có cái ăn cái ở nè, anh chị em cô bác của mình không có cái ăn cái ở này, thì thử hỏi bà con cho Phật tử chúng ta, mình cho cái đó nó có phù hợp, có thích hợp không? Có người sẽ hỏi như thế này nè, đôi khi đó vì do bà con cô bác ông bà cha mẹ của mình chưa cần, còn những cái người kia người ta cần thì mình cho, trong trường hợp đó có thể ok. Có thể ok. Nhưng mà trong cái ok đó nó vẫn có cái không ok, đó là gì? Vẫn có thể bị tiếng nói ra nói vô của ông bà cha mẹ cô bác anh chị ấy. Đó thì thành ra đó là khi mà mình cho ra nó như thế nào để cho nó phù hợp, cho ra như thế nào để khiến cho mình không có phải bị ăn năn hối cải, không có khiến cho mình bị day dứt, không có khiến cho mình đó là bị tiếng vô tiếng ra, tạo thiện nghiệp đó. Không phải đó là mình cứ nghĩ rằng mình muốn hay mình thích vậy đó là mình tạo thì là được, xin thưa quý vị đó chứ. Nếu tạo vậy đó chưa thật sự là hoàn hảo. Mỗi một người tu của chúng ta đó, trước hết này thì tu tu là sửa, sửa những cái dây gì sai để trở thành tốt. Nhưng mà rồi tốt rồi đó thì phải làm cho tốt đó nó đến hoàn hảo, thì lúc đó mới được gọi là tu. Thì thành ra đó là mỗi hay là tất cả những cái thiện nghiệp, thiện sự, việc lành của mình mà mình làm phải hướng đến cái sự hoàn hảo. Cho nên đó là có một cái câu kệ pháp cú khác Đức Thế Tôn Ngài là dạy, đó là với nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng thì mới hưởng được. Tất cả những cái việc lành, việc tốt, việc thiện của mình làm mà làm xong không có khiến cho mình đã bị day dứt, ăn năn hối cải,
Và mỗi khi mà nhớ tới, nghĩ tới thì mình đều hoan hỷ, đều thỏa thích, đều thỏa mãn ở trong cái việc làm đó. Thì việc làm đó đó mới được xem như đó là hoàn hảo, việc làm lành làm thiện đó đó mới hướng mình đến những cái kết quả cao 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 hơn. Tức là từ việc thiện dục giới tiến tới việc thiện sắc giới, tiến tới việc thiện vô sắc giới, tiến tới việc thiện siêu thế. À, thì làm lành làm tốt mà hướng đến cao 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 vậy đó thì mới gọi là hướng đến cái sự hoàn hảo, thì đó đó mới được gọi là tu, mà tu theo kiểu cao, giá tu theo kiểu cao. À, thế nhưng mà mình hiểu rõ vậy thì tự bản thân của mình đó, mình cũng phải trang bị những cái yếu tố, những cái nền tảng, những cơ bản tương ứng, à, tương ứng. À, thì lúc bây giờ đó, cái quả nó phát sanh đến cho mình mới có phước vật, mình mới có phước đức, mình mới có phước trí. Khi có rồi mình bắt đầu đó là mình mới có người ta, à, mình mới giúp đỡ người ta được. À, chứ còn nè, mình không có trang bị cho mình không có tạo dựng cho mình có được một cái chi cả. À, nhưng mà vì vì một lý do nào đó, ví dụ như là vì danh sân, vì ngã mạn, vì gì gì đó, đó. À, cái bắt đầu đó là mình sống rộng rãi nè, cho giúp đỡ người ta. À, nhưng mà cái cho giúp đỡ đó đó rồi dẫn đến khiến cho hại mình, hại người, hại người thân của mình. À, thì cái việc làm đó, cách tế độ đó không phù hợp, không có thích đáng. À, không có thích đáng thì cách tiếp độ, cách tế độ mà không phù hợp, không có thích đáng, vậy khiến cho phiền não tăng trưởng. Và khiến cho phiền não tăng trưởng, mà khiến cho phiền não tăng trưởng có nghĩa rằng là làm cho bản thân của mình đó, tâm bị ô uế, tâm bị ô nhiễm. Và tâm bị ô uế, tâm bị ô nhiễm. Còn nếu như chúng ta tập làm Bồ Tát, tập làm bậc chân nhân, trang bị cho mình, thiết lập cho mình có được những cái nền tảng vững chắc, trên cơ sở có được các cái nền tảng vững chắc đó rồi, bây giờ mình mới giúp đỡ, mình mới đi tế độ, mình mới đi cứu độ người ta đó. À, thì lúc đó đó dựa trên cơ sở đó là khả năng của mình tới đâu mình làm tới đó. Mình là người phàm phu chưa phải bậc thánh thì mình giúp đỡ tế độ người ta theo kiểu phàm phu chưa phải bậc thánh. Mình bậc thánh sơ quả thì mình sẽ tiếp độ người ta trên cơ sở của bậc thánh sơ quả. Mình là bậc thánh nhị quả thì tiếp độ người ta trên cơ sở mình là bậc thánh nhị quả, vân vân. Mình là bậc thánh tứ quả thì tiếp độ, cứu độ người ta trên cơ sở bậc thánh tứ quả. Thì khi đó đó mình sẽ không có bị người ta tế độ ngược trở lại mình mới không có bị người ta phân xử phán xét ngược trở lại mình. À, vì rằng đó làm dựa trên cái cơ sở của mình vậy thì khi đó nè mình sẽ hiểu ra được có những trường hợp nó vượt ngoài khả năng của mình, thì khi đó đó mình sẽ giữ ở trạng thái tâm tâm xả. Cái tâm xả thì mình sẽ không có bị cảnh nó cuốn, không có bị cảnh nó kéo theo. Đại ý của cái câu kệ này chúng tôi hiểu là như vậy, thì cũng mong toàn thể thính chúng chúng ta kéo tam tư để hiểu ra được cái ý nghĩa sâu xa chứa đựng ở trong cái câu kệ này là như vậy. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 158 tại đây. Phước báo phát sanh xin được chia đều đến toàn thể thính chúng, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì tất cả chúng ta đều được sống an lạc ở trong pháp của Đức Phật Gotama đồng nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy. Và sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài Pháp Cú số 158 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân Mít Đức Sư.